Give me what I need. Từ chốn thanh bình đến nơi đô thị rộn rã. Từ thực tại đến ảo vọng liều lĩnh. Từ sự tự chủ đến giải phóng con quái vật trong mình. Thú vị và lôi cuốn từ đầu đến cuối theo trang screenwood.co.uk. Chìm đắm trong sự cuồng loạn do cảm giác đơn độc và xa cách gây ra. Tham dự liên hoan phim quốc tế Raindance năm 2017. Đón xem bộ phim Azure trên kênh Cinema World.